Sáng nay, hơn một triệu sĩ tử bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 với môn thi đầu tiên, ngữ văn. Thời gian làm bài thi môn ngữ văn là 120 phút. Bài thi gồm 3 phần, đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 với 2.323 điểm thi trên cả nước và 45.149 phòng thi, tăng 51 điểm thi so với năm trước, các tỉnh, thành trực thuộc trung ương chủ trì trong tất cả các khâu. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Mỹ Đình, Hà Nội, từ 6 giờ 30 phút thí sinh đã đến gần đông đủ. Phần lớn các sĩ tử đều có tâm lý thoải mái khi đến điểm thi. Tâm thế của cháu là ăn kỹ, ngủ kỹ, sức khỏe phải là trên hết đã. Thì cháu luôn ngủ đúng giấc với cả ăn đầy đủ để có thể một tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho kỳ thi. Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ và cổ vũ nhiệt tình nhằm tiếp thêm sự tự tin cho các thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Trao đổi về công tác tổ chức kỳ thi nhà giáo nguyễn bội quỳnh phó trưởng điểm thi trường trung học phổ thông việt đức hà nội nhấn mạnh đến các phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh đặc biệt các giải pháp hỗ trợ học sinh khó khăn không để học sinh vì gặp khó khăn mà không đến được điểm thi Chúng tôi cũng phải lập các cái nhóm của phụ huynh bằng qua Zalo để báo lại cho chúng tôi là những trường hợp mà thí sinh đã đến để tránh cái tình trạng mà thí sinh đến muộn mà lại không vào được trường thi. Thì tất cả những cái này thì chúng tôi đã nằm trong cái dự phòng tính toán từ trước để làm sao mà các em đến trường thi thì có một cái tâm lý thoải mái và không có những cái sai sót đáng tiếc xảy ra. Thiếu vật dụng tư trang thì cũng thể nói với các thầy các cô là con cứ lên phòng thi. Còn chúng tôi cũng có những cái văn phòng phẩm dự phòng cho những em mà chẳng may ví dụ thiếu bút chì hay thiếu các em thiếu thì chúng tôi sẽ cho mang lên phòng thi những cái vật dụng đó để đảm bảo làm sao các em không có có cái gì đấy mà ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của mình với đội thanh niên tình nguyện của trường Việt Đức thì chúng tôi cũng để khoảng độ hai chục cái áo đồng phục sẵn trong trường hợp nếu như thí sinh đến trường của các trường khác mà đến bị mưa thì cũng có thể mà ướt hết quần áo thì chúng tôi cũng có thể cho các bạn để mượn áo đây để làm sao lên phòng thi các em nó không có cái ảnh hưởng đến sức khỏe thì đấy là cái sự chuẩn bị của chúng tôi theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống. Trong đó, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344. Chỉ tính riêng thành phố Hà Nội có 109.078 thí sinh dự thi. Năm nay, gần 67.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhiều nhất là các thí sinh của Hà Nội với 21.554 thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 đến ngày 28 tháng 6.